Quang Cường xin được chào đón toàn thể quý vị đã đến với chương trình Ca sĩ Bí ẩn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón đội chủ nhà, đó là diễn viên Khả Như và ca sĩ Chí Thiện. Xin chào đón đội chủ nhà. Như ơi, ngày hôm nay Như rất là xinh đẹp. Dạ, em đang theo đuổi phong cách lịch thiệp, nhã nhặn và rất là ngọc nữ. Với những thính giả mà theo dõi chương trình Ca sĩ Bí ẩn thì người ta nói rằng là diễn viên Khả Như sao mà tinh tế quá, đưa ra những lời nhận xét rất là xác đáng nè ha. Nhưng mà kết quả thường là sai đó em. Thôi nói thôi, nhưng mà thật sự là tụi em chưa có đưa ra hết kinh nghiệm của mình đâu anh. Em chỉ thử lửa thôi. Rồi mấy tụi em thử hoài vậy luôn hả? Dạ. Lúc nào mình làm thiệt luôn đi nha. Chứ tập trước thì anh thấy là em sai mà rất là quyết liệt, trong khi đó Chí Thiện có phần đúng nhưng mà lại rất là ba phải. Kiểu nên cuối cùng kết quả nó không được tốt lắm á. Nhưng mà thường á là chiến thắng của mình á nó còn liên quan đến đối thủ là ai nữa. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón đội khách mời gồm hai chàng trai. Wow. Dễ thương. Đó là diễn viên Quốc Khánh và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Wow. Xin chào quý vị khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ của chương trình Ca sĩ Bí ẩn. Ngày hôm nay Khánh và Tuyền vô tình mặc chung một cái tông màu với nhau. Đúng rồi. Có vô tình thì vô tình hay là có hẹn trước. Sở thích của tụi em là mặc áo tông nâu. Và cái việc nắm tay ra đây để muốn thể hiện một cái tinh thần đoàn kết. Thế nên là ngày hôm nay thì hai bạn đến đây mình có chiến thuật như thế nào? Hôm nay là Ca sĩ Bí ẩn thay đổi quá nhiều. Sân khấu đẹp hơn, trẻ hơn, mới hơn, MC cũng lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn. Cho nên hôm nay em nghĩ là em phải bỏ năng lượng nhiều hơn. Dạ, cho nên là em quên những cái chiến thuật đó đi, mình chơi hết mình nhiều hơn. Cảm ơn em về vị trí của mình đi Khánh. Về đi. Ừ, về đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thể lệ. Mỗi đội sẽ có 10.000 điểm. Và lát nữa đây là các bạn sẽ hát trên một cái nền nhạc đã thu sẵn rồi. Hai đội sẽ lựa chọn ca sĩ bí ẩn nào mà mình nghĩ là ca sĩ thật sự để cược khởi điểm và giữ ca sĩ đó tới cuối chương trình. Và nếu như cuối chương trình mà đội nào có số điểm cao hơn thì đội đó sẽ là đội chiến thắng. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần thể hiện của 6 ca sĩ bí ẩn. Mình giống ghen quá vậy? Ờ, ghen mà. 2 giờ sáng anh gọi em không nhấc máy. Wow. Ai hát vậy? Không một tin nhắn từ tối qua. Không hề biết em ngủ chưa hay vẫn thức, hay đang ở một nơi rất xa. Có lẽ em đang vui bên người khác. Cái gì đã? Có lẽ em đang say trong ảo giác, từng hờn ghen như bừng cháy lên. Trời ơi. Vì anh ghen mà. Vì anh đang yêu thôi mà. Là anh đang ghen mà. Bởi vì anh đã quá yêu em. Ghen mà. Vì anh đang yêu thôi mà. Là anh đang ghen mà. Bởi vì anh đã quá yêu em. Ba giờ sáng căn phòng khuya đang ấm áp, mong rằng tin nhắn chợt lướt qua. Em ở đâu, đang ngủ chưa hay vẫn thức, hay bây giờ đây anh đến nhà. Có lẽ anh luôn kêu không cần thiết, chắc điều đây anh. Bởi
Bởi vì anh ghen 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 mà, vì anh đang yêu thôi 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 mà, lại đang ghen 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 mà. Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em. Ghen 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 mà, vì anh đang yêu thôi 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 mà, lại đang ghen 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 mà. Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em. Ủa sao quen quá vậy ta? Vì anh quá yêu em, chỉ muốn đến bên em và giữ em cho riêng mình anh. Làm sao để cho em hiểu được trái tim em, khi phát điên vì em mà thôi. Và em cũng yêu anh, chỉ muốn đến bên anh và sẽ không bao nhiêu buồn lo. Cause I just wanna make you my baby, baby, baby. Ghen 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 mà, vì anh đang yêu thôi 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 mà, lại đang ghen 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 mà. Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em. Với phần thể hiện của 6 ca sĩ bí ẩn ngày hôm nay à, và bây giờ hai đội, đội chủ nhà và đội khách mời, chúng ta sẽ cùng chia sẻ cảm nhận của mình ạ. Em không thể nào mà gọi là nhận xét về từng nhân vật được, bởi vì á, quần áo, tóc tai, tiết mục dàn dựng nên đánh lừa quá nhiều. Nhưng mà em có kịp nhận ra là sự hoán đổi là các bạn nữ là sẽ làm nam, các bạn nam làm nữ. Tại vì không có nữ nào mà cao như vậy mà, thật sự. Nếu mà tiết mục của chương trình cứ lọc lừa và cứ làm căng não như vậy thì chết tôi rồi, chết tôi rồi. Nghĩ không ra. Mình còn tưởng là chương trình đang cho 6 bạn này muốn minh họa xong sẽ có 6 ca sĩ khác ra hát, nhưng không. Nhưng mà em có kịp nhận ra nha, em số 4 và bạn số 5, hai bạn này là có thể là chuyên drag queen á. Tại vì make up và cũng như cái thao tác của mấy bạn rất là chuyên nghiệp. Bà số 5 bà rất nêu lập nãy giờ luôn. Ủa vậy hả? 4 năm. Hồi nãy bà số 5 đó. Bà đi kiếm nail của bà. Bạn số 5 á, bạn kéo cái tay mình lên mà bình thường người ta kéo tay lên người ta mời vậy, cười vui vẻ, còn cái mặt bắt cọc lắm. Từ nãy giờ là mình là phán đoán đúng không? Bây giờ sẽ tới phần cược khởi điểm. Cược điểm là một luật chơi mới vô cùng thú vị của ca sĩ bí ẩn mùa 6. Cùng với nhiệm vụ tìm ra ca sĩ thật, mỗi đội chơi sẽ có thêm 10.000 điểm. Nếu chọn sai, đội đó sẽ bị trừ 2.000 điểm. Với luật chơi mới này, các đội sẽ phải vô cùng cẩn trọng trước những quyết định của mình để không phải trở thành kẻ trắng tay ở cuối chương trình. Cùng chờ xem hai đội sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào nha. Là bây giờ thử giác quan thứ 6 của em á, có hoạt động rồi. Hả? À, em đưa anh hả? Bây giờ xin mời hai đội sẽ đưa ra số điểm và vị trí của ca sĩ bí ẩn mà các bạn chọn. Chúng tôi sẽ giữ bí mật tới những giây phút cuối cùng của chương trình hôm nay. Nhìn số 5 muốn loại liền quá. Đây là cực khởi điểm của đội chủ nhà. Còn đây là cực khởi điểm của đội khách mời. Và số điểm này sẽ được giữ đến cuối chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với vòng 1 của ca sĩ bí ẩn. Bây giờ, cả hai đội sẽ tìm ra ca sĩ bí ẩn nào mà họ nghĩ rằng không phải là ca sĩ thực sự để đến với phần loại. Bây giờ đội đợi em trước đi. Em với Tuyền có giao lưu với nhau. Thì em với Tuyền đều thắc mắc một cái chuyện là bạn số 4 á, mới đầu vô nhìn rất là giống con gái. Nhưng mà khi mà mình lại gần thì mình thấy à thì nó cũng có thể là con trai, nhưng mà thực sự là rất cái nét đẹp. Cái nét đẹp quá. Rất đẹp. Rất đẹp luôn, và em rất là tò mò coi là cái nét đẹp đó như thế nào. Cho nên là không phải là muốn loại số 4 đâu, mà quá tò mò số 4, đúng không Tuyền? Không. Không.
Này bạn tò mò mà. Ủa bạn không tò mò hả? Không. Tại sao bạn muốn loại số 4? Tại vì mình nghe giọng. Mình thẩm âm về chuyên môn. Tức là khi mà Tuyền nghe một lượt sơ qua 6 giọng hát này hát với nhau á, thì mình ngồi mình nghe mình sẽ có cái cảm giác được là giọng nào sẽ là kiểu cái giọng hay đi hát và hay xử lý á. Thì bạn số 4 Tuyền thấy là khi mà bạn đứng rất là an tĩnh. Nhưng mà khi có nhạc vào thì bạn mới bắt đầu bạn nhảy. Thì Tuyền thấy bạn đứng im như thế giống như bạn là một model hoặc là một diễn viên hơn là một ca sĩ. Thì vẫn chọn giữ chính kiến của mình thôi. Khánh và Tuyền sẽ chọn bạn số 4. Ca sĩ bí ẩn số 4. Nếu như mà bên đó đã chọn số 4 thì bên này bắt buộc phải loại một nữ trong vai nam. Ba người này là khó đoán nè. Rất là khó đoán thật sự luôn. Số 2 đi chị. Tại sao vậy? Nãy em thấy bạn nữ số 2 cười thấy dễ thương quá, tò mò gương mặt không biết là đẹp. Em ơi, em đến chương trình là em chọn ca sĩ hay là em chọn người đẹp? Nãy giờ bên kia là em loại người ta là tại vì người ta đẹp. Đẹp, đúng. Qua bên đây người ta cười đẹp cái em loại luôn. Không, mấy chị loại số 1 đi chị Như. Tại sao? Tại vì đi cặp với số 4 cho loại luôn cặp á. Cặp. Thật ra nghe tư vấn của bên kia, khi mà bạn ấy đã muốn loại số 2 còn bạn kia muốn loại số 1 thì chắc là mình nên loại số 3. Ý à, đúng ý bạn á hả? À, bạn muốn thao túng tâm lý tôi hả? Coi như là bạn thao túng được. Khoan Như, em thấy sao Như? Thật sự cho đến thời điểm này em không thấy gì cả. Khi mà nãy mới nói chọn bạn số 3 thì bạn số 3 cười một cái và Thiện thấy có cái răng khểnh. Và thấy cái răng khểnh nó rất là quen, hình như mình gặp ở đâu rồi. Đợi đi. Ok. Ta có răng khểnh cái loại người ta hả? Không phải, tiêu chí của loại em. Quen hả? Loại. Wow. Như vậy là tiêu chí của đội khách đó là đẹp loại. Tiêu chí của đội chủ nhà đó là quen loại. Wow. Wow. Tuyệt vời. Tại vì khi mà đi đến đường cùng rồi á là không biết đường nào để đi nữa hết, nên đi đại. Yeah. Như vậy là đội chủ nhà sẽ loại ca sĩ bí ẩn số 3. Số 3. Cảm ơn các ca sĩ bí ẩn còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần lật mặt của ca sĩ bí ẩn số 4. Đây là ca sĩ bí ẩn mà đội khách là diễn viên Quốc Khánh và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã chọn. Nào, chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng thật của ca sĩ bí ẩn số 4. Bài gì? Không biết. Nay hạnh phúc mai thì biệt ly. Trời giọng ấm á. Đậm sâu bên nhau như bức tường dày, cũng đổ vỡ sau hai từ chia tay. Rồi em đi theo người mới, người ta cũng đã bỏ rơi. Để hôm nay em phải khóc, đợi ôm anh chút được không? Đừng khóc em ơi, đừng buồn. Giọt nước mắt ấy đừng tuôn. Kể anh nghe đi xem nào, người ta đã bỏ em sao? Họ đau thương em thật lòng, mà sao em vẫn sao em nỡ bỏ rơi anh? Trời ơi, góc này nó đẹp ghê trời. Rồi em đi theo người mới, để hôm nay em phải không? Đẹp quá ha. Đợi ôm anh chút được không? Đừng khóc em ơi, đừng buồn. Giọt nước mắt ấy đừng tuôn. Kể anh nghe đi xem nào, người ta đã bỏ em.
Wow, đẹp quá. Quá đẹp. Nhan sắc này có vừa lòng bạn không Khánh? Có duyên. Đó là ca sĩ bí ẩn số 4. Và không cần bất trời cứ một diễn viên múa phụ họa nào. Chỉ với giọng hát, với nhan sắc này đã hút hồn tất cả chúng ta đúng không? Thật sự luôn. Thật sự, tại vì khi mà bạn ấy diễn á, và bạn đặt cái tâm trạng và ánh mắt của bạn đó vào bài hát á, và khi nghe các bạn đó nhìn qua bên này á, thì cảm thấy là rất là cảm xúc trong khoảnh khắc, rất là đẹp. Bạn diễn á, cái nét diễn của bạn nó rất là thanh lịch á, và mặt bạn cũng rất là đẹp, dáng bạn cũng rất là đẹp, cái váy hôm nay của bạn cũng rất là đẹp, tổng thể tiết mục rất là đẹp. Mà sao lại? Thì mình chọn là vì đẹp, bởi vì mình muốn là mở đầu chương trình ra phải có một cái gì đó nó thẩm mỹ. Thì mình nghĩ là bạn Thuốc 04 này đã thể hiện một phần trình diễn mở màn rất là tốt luôn. Quá và đẹp. Thật sự nhìn bạn qua cái mặt nạ, Khánh thấy đôi mắt bạn rất là đẹp. Khi mà bạn gửi ra, Khánh thấy mọi thứ tuyệt vời. Bạn rất đẹp luôn á, hồi nãy trên sân khấu nhìn mà không ngơi luôn á. Tuyền có một câu hỏi là dàn dựng là của ban tổ chức hay của bạn? Dạ cái này là bên ban tổ chức. Dàn dựng cho em. Ôi giọng nói nghe cũng dễ thương. Ôi giọng nói cũng ngọt ngào. Giọng nói cũng dễ thương. Chị có một bài hát tặng em. Đừng tin vào lời ống bướm, đó là hố sâu là cạm bẫy tình yêu. Là hát dữ chưa bà? Hát dữ dạ. Rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thấy nãy dạ. Giờ mật ngọt không? Mật ngọt sống dữ ta lại. Đúng rồi, mà đi loại em hiểu không? Và bây giờ em hãy chia sẻ xem là em đến với ca sĩ Bí ẩn ngày hôm nay với vai trò là gì? Xin chào tất cả mọi người, em tên là Xuân Tâm và hiện tại em đang là một... drag queen tại Venus Drag Team. Thấy chưa? Hồi nãy em nhìn em nói là cô này là phải là kiểu mà drag queen chuyên nghiệp thôi. Đối với em thì cái niềm đam mê của mình sẽ giúp mình vượt qua, và ngày hôm nay em đứng ở đây để có thể chứng minh được cho mọi người thấy rằng em cũng có những khả năng. Một lần nữa xin được cảm ơn Xuân Tâm đã đến với chương trình ngày hôm nay, và đặc biệt là bạn đã tỏa sáng trong tiết mục của mình. Quý vị, như vậy là đội chủ nhà đã chọn ca sĩ bí ẩn số 3 bởi vì nhìn thấy quen quen. Yeah. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca thật ở phần lật mặt của ca sĩ bí ẩn số 3. Wow. Trời ơi, đạp nữa đi. Mình loại ca sĩ hả? Không phải đâu. Má em dặn là con gái như ngọc ngà, dáng đi chiều xa, còn đôi mắt phải điệu đà. Tính em thiệt tha, chợt phát không điều hòa. Nếu ai thương em thì xin chớ có lèm bèm. Sang 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 em đi ship hàng cho bà con. Tôi em lái siêu xe đi quanh bờ tre. Thôi khắp xóm khắp làng em đều gan. Bông cô gái bông đào, cô gái bao đầu. Quê lửa. Chuyện nhà ai em chỉ muốn giúp chồng đấy. Ôi sao quen quá vậy? Quen quá, ở gần nhà. Ở gần nhà. Ở gần nhà. Chuyện người ta thiên hà thì em pha, mặc kệ em cứ xông pha từng nhà. Nơi đâu đang kêu than em đây xe tới xóa ông phiền lo. Dạng đôi tay ta ra là anh em bên nhà bông đa máy đỉnh. Ai chào em. Trời ơi, làm bây giờ làm gì đây? Nhảy. Trời ơi, tôi tức quá. Má em dặn là con gái như ngọc ngà, dáng đi chiều xa, còn đôi mắt phải điệu đà. Tính em thiệt tha, chợt phát không điều hòa. Nếu ai thương em thì xin chớ có lèm bèm. Sang em đi ship hàng cho bà con. Cho nè. Anh Tư, anh Năm chỉ 10, nhiều vô tới chơi.
Hay quá, hay quá các ơi. Vô tận đây là đúng nhạc luôn. Cảm ơn chị. Tiết mục rất là dễ thương luôn. Khánh ơi Khánh. Dạ. Em ơi tới phần này. Nó còn xanh lè luôn á, sao ăn vậy? Chưa. Nó nhạc giống như hồi đó. Giống như hồi đó mà mỗi lần ăn dụng cái cô giáo bắt vậy đó. Bắt mà xôi cái độ chua đâu dừng lại đâu. Em đến để hại chương trình thôi. Em có để trái táo trong đó cho chị mà. À, đó, có chua có ngọt luôn. Tôi tưởng là em thấy đời chúng tôi chưa đủ chua chứ. Bạn có một gương mặt rất là quen với lại ca sĩ Chí Thiện. Đó là lý do mà bạn bị loại đó. Dạ đúng rồi. Em cũng không nghĩ là cái tiêu chí loại thí sinh của đội nhà thật là bất ngờ. Đúng rồi. Quen lại, tương tác nhiều, gọi lại. Nhưng cuối cùng có quen không à? Không. Anh chưa gặp em. Trời ơi. Hả? Vậy thì... Nhưng mà bây giờ Cường hỏi thiệt, tới thời điểm này thì đội chủ nhà có nghĩ rằng đây là ca sĩ không? Dạ em khẳng định là diễn viên. Tại vì bạn có sự tương tác rất là dễ thương. Năng lượng mà bạn đó mang lại đó là rất là giải trí dành cho tất cả mọi người. Và bạn ấy có thể làm chủ được sân khấu, hoạt náo cho mọi người rất là tốt. Và thì nghĩ là bạn ấy là diễn viên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần lật mặt của ca sĩ bí ẩn số 3. Xin mời bạn. Dạ xin chào hai đội chơi. Em tên là Hương Thảo và hiện tại em cũng đi hát rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề là em đi hát cho học sinh em nghe. Và em đến đây với tư cách là một giáo viên ạ. Giáo viên. Cho thì hỏi là bạn giáo viên của cấp mấy? Dạ em dạy cấp 2. Cấp 2 đó. Trời ơi sao mà duyên dáng dữ vậy trời. Giáo viên mà trời. Mà bạn rất là dạng sân khấu luôn. Là bạn cũng đã từng đi hát rồi đúng không? Bạn từng đi hát dạ, nhiều chỗ. Dạ có đi diễn với lại đi hát. À có đi diễn. Mà em xin thưa với quý anh chị luôn là em đi thi rất là nhiều cuộc thi ca nhạc nhưng em đều rớt, gửi xe là loại hết trơn. Gửi xe loại là tại vì em đi xe tới chứ em đi bộ nó khác rồi. Chắc mai mốt em sẽ phải đi bộ chứ lúc nào em dựng chân chống xe xuống là rớt. Rồi nữa coi sao mà lanh mà dễ thương, duyên dáng dễ sợ luôn á. Rồi cảm ơn Hương Thảo nhiều lắm khi mà bạn đến với chương trình ca sĩ bí ẩn ngày hôm nay. Em cảm ơn MC, em cảm ơn hai đội chơi rất là nhiều ạ. À chúc cho hai đội chơi có thật là nhiều sức khỏe ạ. Chúc bạn luôn tỏa sáng nha. Như vậy là qua vòng 1 vừa rồi thì cả hai đội là bất phân thắng bại luôn. Và chúc mừng hai đội đã bảo toàn số điểm của mình ạ. Nhưng tất cả đâu có dừng lại đó. Làm sao dừng được? Đúng rồi, tại vì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2. Và vòng 2 sẽ có nhiều biến động hơn nữa. Đặc biệt là khi mà hai đội đã loại đúng ca sĩ đó không phải là ca sĩ thực sự. Và tất cả sẽ được bật mí sau phần giải lao ạ. Ở vòng 2 này, 4 ca sĩ bí ẩn còn lại sẽ thể hiện một bài hát đã thu sạch và nhiệm vụ của hai đội chơi sẽ chọn ra ca sĩ bí ẩn nào không phải là ca sĩ thực sự. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với phần tứ ca. Đội khách và đội nhà đều bảo toàn được 10.000 điểm dù những lý do loại ca sĩ bí ẩn số 3 và số 4 có phần vô lý. Phải chăng cả hai đội đều đang có những tính toán riêng chưa thể tiết lộ? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo cùng những bất ngờ khiến chúng ta không thể rời mắt khỏi chương trình. Cái bà số 5 lúc nào bà cũng vô trương hết trơn. Quen à, quen mà hả? Ừ. Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau, tại vì thơ ngây bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi, tại vì hôm nay anh đưa chiếc ôm. Trời sao bất tông cao vậy? Sao bất tông ở đâu trên này nè? Dòng nãy tôi với bạn nghe là của bạn này nè. À. Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai. Đó cũng là ca sĩ luôn. Ca sĩ. Mặc kệ em có đưa đôi bàn tay ấm áp cho
mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại. Hay thế. Đừng làm áng mây cho trên bầu trời một mình chơi. Quen quá à. Sao mà cái bạn ngoài cùng giống anh Quách Tấn Du á. Cái môi thấy quen lắm á. Cái môi này là cái môi nghệ sĩ quen lắm. Cái môi bà số 5. Mà bà rất là lượng phộn nha. Mà rất cái là, cái điểm bà công ta rất là lượng phộn. Rất là cố gắng. Vì xưa cô đơn. Trời ơi. Tôi lại bà. Lại đi. Lại đi. Đưa đôi bàn tay ấm áp cho anh. Chỉ cầu xin anh em đã rất đau. Đừng làm mất em vương vấn thêm buồn. Dù không chẳng người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn thế thôi. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở trôi trên bầu trời một một mình chơi vơi. Cái tướng tướng là của ca sĩ đó. Chớ rồi vậy còn có một nhân tố. Một chiều tan vỡ, một người không, một người đâu. Bà diễn mà tôi tưởng chị Minh Tuyết mà các bạn gấp 10 lần. Phần biểu diễn vô cùng tuyệt vời, vừa đẹp vừa rất là giải trí. Và đặc biệt là các bạn rất là tin vào vai diễn của mình nữa. Không, và em thật giờ... sự luôn. Sau tiết mục này em hiểu là tại sao người đàn ông đó bỏ đi. Cái cô... Trời ơi, chị Hiếu Hồng ơi. Tao nói cái vải của chị là nó chưa dắt sổ cho nên chị nó tơi dữ lắm. Chị quơ làm như cái giải đẹp lắm vậy chị. Ờ à, rồi chị. Đồ chị dắt sổ. Trời đỡ cười. Trời ơi. Chị này phải là ca sĩ thôi. Đúng. Tại vì chỉ có ca sĩ mới diễn kỹ từng lời bài hát như vậy. Đúng. Thật ra khi mà hồi nãy các bạn hát á, em á đã có một đoạn em nhắm mắt lại để nghe. Thật ra em nhắm mắt là tất cả những giọng hát, những cái lúc mà các bạn xuống hay là những cái lúc mà cảm xúc á, nó rất là hay luôn. Thật sự cái bài hát này khi mà mình nhắm mắt lại hay, và khi mở mắt ra em hú hồn không à. Khen chương trình. Chương trình đó luôn luôn chọn nhạc hay là điều quan trọng, nhưng mà phối nữa, chọn các giọng với nhau rất là hay luôn. Đặc biệt đây là một tràng pháo tay dành cho ca sĩ Bí Ẩn ha. Người này xuất sắc nha. Bây giờ nhận xét từ bạn số 2 nha. Phong thái của bạn hát rất là bất cần. Hát được. Đúng rồi. Không đúng hát rồi. Cũng không sao. Tài muốn đung đưa sao kệ. Kệ. Kệ có sự bất cần trong đó. Cô số 1. Cô có một sự nữ tính nhẹ đúng nhàng rồi. Và cổ làm cho em tin cổ là ca sĩ. Và thêm một cái nữa là ở cái tiết mục trước á, không thấy rõ cái phần khuôn miệng á,
Và bây giờ thấy rõ hơn thì cô ấy cười cũng rất là đẹp. Xinh. Rất là xinh, rất là xinh. Mà có quen không ạ? Không quen lắm. Không quen hơn. Còn cô xanh biển ở bên kia thì anh Chí Thiện có ghé qua tay quen như ơi loại. Sao nữa vậy? Quen. Quen hả? Có diện không nên. Còn bây giờ sẽ trời ơi, hung nước kìa. Những chia sẻ của đội khách mời ạ. Mà bây giờ em để ý nha, số 5 với lại số 6 đó, cái màu hồng với màu xanh đó là hai cái màu mùng căn bản. Màu mùng. Mùng là thì chỉ có màu hồng với lại màu xanh thôi. Đúng cho rồi. Nên em nghĩ là có một cái duyên gì đó, có thể là hai bạn này là một cặp không phải là ca sĩ luôn. Không những mùng mà nó còn màng nữa. Nó tung bay dữ dội đúng không? Dạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đưa ra quyết định. Đội chủ nhà xin mời. Đội chủ nhà xin loại bạn số 6. Số 6. Tức quá. Và tiếp theo là lựa chọn của đội khách mời. Bạn là 2, tôi là 1. Quánh thuộc sĩ ai thắng loại người đó. Ok. À, 1, 2, 3. Dạ đội em chọn loại số 1 ạ. Như vậy đội chủ nhà đã chọn ca sĩ bí ẩn số 06 và đội khách mời đã chọn ca sĩ bí ẩn số 01. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần lật mặt của ca sĩ bí ẩn số 1. Mình lỡ yêu thương một người say đắm nụ cười, dù biết trước sẽ không thể nào. Ở đằng sau bầu trời gió mưa sai, vì em có một nơi phải quay về, nơi đây chẳng có anh, chỉ có những mong chờ. Tôi đã đêm nhớ thương, đặt vào trong mình một chiếc gương. Trời ơi, mình có quá nhiều thứ. Đi ra là vậy. Giờ còn đây những vết tan, mình sẽ là của nhau, hoặc là sẽ trở thành nỗi đau. Biết yêu là chết, chết đi ở trong thâm tâm một chút. Mình lỡ yêu thương một người say đắm nụ cười, dù biết trước sẽ không thể nào. Ở đằng sau bầu trời gió mưa gào, kỳ vọng như thế nào. Chẳng thể ở bên cạnh anh những tháng ngày dài, cố chấp biết mình sai, vì em có một nơi phải quay về, nơi đây chẳng có anh, chỉ có vào trong mình một chiếc gương, nhận ra có quá nhiều thứ khiến anh lùi bước. Giờ còn đây những vết tan, mình sẽ là của nhau, hoặc là sẽ trở thành nỗi đau. Biết cứ yêu là chết, chết đi ở trong thâm tâm một chút. Mình lỡ yêu thương một người say đắm nụ cười, dù biết trước sẽ không thể nào. Ở đằng sau bầu trời gió mưa trước sẽ không thể nào. Ở đằng sau bầu trời gió mưa gào, kỳ vọng như thế nào. Chẳng thể ở bên cạnh anh những tháng ngày dài, cố chấp biết mình sai, vì em có một nơi phải quay về, nơi đây chẳng có anh, chỉ có những mong chờ. Quốc Khánh ơi, em có muốn chia sẻ điều gì không? Không dám nhìn mặt luôn á. Khánh ơi, dậy em ơi. Dậy. Dạ. Em có muốn chia sẻ điều gì không nè? Nói gì đi Tuyền? Bạn của Khánh, để Khánh nói. Không, khi mà bạn số 1 gửi cái mặt nạ ra là em thấy người quen.
Tức là em đã từng gặp bạn này trong trường sân khấu điện ảnh của em rồi. Ở trong thời điểm mà em còn đi học á, thì em nghĩ là bạn này chắc không phải là ca sĩ, theo em đoán vậy. Thì nhưng mà không biết là hiện tại bạn sau thời gian dài thì bạn có hoạt động nghệ thuật trong lĩnh vực là ca sĩ hay không thì em cũng chưa biết. Chính xác luôn. Có thể là trước đó bạn là diễn viên, đúng không? Và sau đó thì bắt đầu là bạn đã có thể là tham gia rất là nhiều những hoạt động khác và hiện nay là ca sĩ. Đúng rồi. Lời người ta nói ra thì hả mình mới tin được, chứ còn không là mình cũng không biết ai là ca sĩ thật luôn. Thật sự luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời nói của ca sĩ bí ẩn số 1 ạ. À. Dạ, em tên là Ngọc Nguyên và em đến với chương trình ca sĩ bí ẩn mùa 6 với tư cách. Diễn viên ạ. À. Chết bà rồi. Thì sao? Thì sao? Tôi giữ nguyên được số điểm hết rồi. Lò. Nguyên ơi, Nguyên hát rất hay. Lý do tại sao hồi nãy mà Tuyền với Khánh chọn Nguyên á, là tại vì lúc đó là hai đứa đang bị rối quá, không biết là phải chọn ai hết, nên thành ra là phải quánh tù xì. Quánh tù xì là Tuyền thua nên Tuyền phải chọn Nguyên. Với giọng hát này á, Nguyên hoàn toàn có thể lấn sân sang cả lĩnh vực ca sĩ nữa. Dạ, em cảm ơn anh Tuyền. Và em đến với chương trình Ca sĩ bí ẩn là cũng muốn thông báo cho quý vị khán giả và mọi người được biết là sắp tới là em sẽ debut thêm con đường ca sĩ nữa. Wow, chúc mừng bạn. Là sẽ dấn thân cho con đường ca sĩ. Có nghĩa là mùa sau nếu như em tham gia ca sĩ bí ẩn là em sẽ tham gia với vai trò là ca sĩ, đúng không? Dạ, dạ. Và hy vọng là chúng ta sẽ còn gặp lại Nguyên ở trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Đặc biệt là em sẽ có được thành công với vai trò là ca sĩ. Thôi em đừng có cười nữa, cười đẹp khó chịu quá. Thôi kìa. Cười nhìn đẹp mà kiểu giống như là mình cứ nhìn hoài đó. Mà cái phong thái bạn diễn nó cũng rất là ca sĩ nữa ấy. Chứ nó không phải là kiểu một diễn viên hát đâu. Hồi nãy một cái đoạn đó là buồn cười là tôi đem nhớ thương đặt mình trong vào một tấm chí gương. Gương là có chiếc gương liền. Tôi đã đem nhớ thương đặt vào trong mình một chiếc gương. Nhưng mà kiểu nếu mà là bình thường là sẽ ngồi cười phá lên. Nhưng mà tại vì bạn diễn rất nhập tâm ấy, cho nên mình cảm thấy là nó rất là hợp lý luôn. Mình không có bị xì đoạn đó. Lúc đó tôi có cười phá. Đừng nói như vậy. Em có nghe. Tự nhiên ta đang hát cái người ta diễn với cái gương cái hai người cười là tại vì á đội bên này là rất quan tâm đến đạo cụ trên sân khấu. Và mỗi lần mà trên sân khấu xuất hiện đạo cụ là bắt đầu đoán à đó bài gì bài đó bài gì rồi để coi cái yếu tố là yếu tố gì. Sợ lắm. Và đó cũng là một bí quyết của đội khách mời, đúng không? Sẽ nhìn đạo cụ để đoán trước đây có phải là ca sĩ không, và rõ ràng là họ đã chính xác, đúng không? Đây không phải là ca sĩ. Ca sĩ tương lai. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình Ca sĩ bí ẩn. Em cảm ơn anh, em cảm ơn mọi người. Yeah. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần lật mặt của Ca sĩ bí ẩn số 6. Trên đầu môi phải chăng người trao cho riêng mình tôi, dẫu đã biết anh không hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhìn lạ vậy yêu. Vì anh lạnh lùng băng giá, còn tôi con tim thở thà nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối. Ai xa là nhớ đêm anh kêu đúng kìa. Mơ tình ta xanh như bài thơ, ánh trăng sáng soi màn đêm, đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhận lấy? Vì tôi hoang mang tháng ngày, anh ở đâu cho tình tôi miên man? Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ. Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ, một mai đường xa chung đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu tựa như phép màu, sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi. Wow.
bài thơ. Anh chàng xa hát soi đêm, đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhận lấy, để tôi hoang mang tháng ngày. Anh ngờ đâu cho tình tôi miên man. Hey, yeah, yeah. Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ. Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chung đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu tự như phép màu, sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông chưa xa, trên môi thiết tha. Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ. Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chung đời, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu tự như phép màu, sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, rất là thái độ. Trời ơi ông xã. Thật sự tôi rất là muốn biết đây là nhân vật gì luôn á. Tại sao mà vừa mới xuất hiện một cái là tự nhiên mọi người thấy yêu thương quá trời vậy? Đây là ông xã của em. Ông xã? Dạ, tụi em có mối quan hệ hơn 10 năm nay rồi. Khoan. À, chỗ mà ông xã cho xin phép là mình không nhận nha. Trong cái hình hài này mà ông xã hơi kỳ nha. Ông ơi, xin lỗi đi. Quê là quê, chúng mình quê nhiều. Em xin phép gửi lời chào đến anh Cường cũng như là đội nhà, đội khách và quý vị khán giả đang xem đài. Em là Phạm Hồng Việt ạ. Và mọi người hay gọi em là Việt Phạm. Việt và... Phạm. Dạ, công việc của em là một biên tập viên cho các show giải trí. Hiện tại em đang làm cho V Network ạ. Cảm ơn anh Cường ơi, nhân đây á, em thấy là nên khui Việt Phạm một chút xíu. Tại Việt Phạm có cái khả năng đó là nhái giọng rất là nhái cái phong cách của cô Ý Lan, rất là dễ thương và duyên dáng. Có thể không em? Ý Lan rất là vui khi hôm nay có mặt trong chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn. Dễ thương. Dễ thương lắm. Chị chào Cường. Dạ, em chào chị. Chị chào các em. Và Ý Lan xin gửi đến một câu hát. Hỡi cứ là tình nhân thì em mong mỏi đợi chờ, để chiều chuộng nâng niu và sợ điều tan vỡ. Và với phần chia sẻ vừa rồi là Việt Phạm đã giúp cho đội nhà của chúng ta là bảo toàn số điểm. Chúc mừng đội nhà. Love you. Một lần nữa cảm ơn Việt Phạm đã đến với chương trình ngày hôm nay nha. Cảm ơn em. Như vậy là qua phần lựa chọn vừa rồi, cả hai đội chúng ta đã hoàn toàn chính xác khi chọn ra được hai ca sĩ bí ẩn không phải là ca sĩ thật sự. Số điểm của chúng ta vẫn bảo toàn. Chúc mừng hai đội. Trời ơi. Hey, khó chịu thiệt chứ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đón một điều đặc biệt. Đó là sự xuất hiện của ca sĩ bí ẩn số 7. Và tất cả bất ngờ đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút dành cho quảng cáo. Chào đón quý vị đang quay trở lại với chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn. Lát nữa đây, ca sĩ thứ 7 sẽ xuất hiện. Hai đội sẽ chọn ca sĩ bí ẩn số 7 hay là giữ lại ca sĩ bí ẩn mà mình đã chọn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng công bố phần cực khởi điểm.
trên tay Vũ Mạnh Cường là cược khởi điểm của đội khách. Tại sao lại như vậy ạ? Là tại vì từ đầu chương trình đội khách chúng ta đã chọn ca sĩ số 3. Nhưng mà khi nãy thì chúng ta biết rằng là ca sĩ bí ẩn số 3 không phải là ca sĩ thật sự. Vậy thì cược khởi điểm của đội khách bao nhiêu dành cho ca sĩ bí ẩn số 3, đội khách sẽ bị trừ bấy nhiêu điểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm cược ít xịu luôn á. Vậy cũng may. Chúng ta mỗi đội có 10.000 điểm và đội khách mời đã cược 5.000 điểm. Trời, chơi lớn vậy. Như vậy là bây giờ mình mất 5.000 điểm rồi, mình chỉ còn có 5.000 điểm mà thôi. Dạ. Dạ. Và bây giờ thì không sao, anh, điểm số là phù du mà. Đúng rồi. Dạ. Tất cả mọi thứ sẽ còn có thể xoay đổi cục diện khi mà chúng ta đặt niềm tin vào ca sĩ bí ẩn số 7. Đội nhà và đội khách đều xứng danh là những chuyên gia lật mặt khi xuất sắc tìm ra những người chơi không phải là ca sĩ thật. Tuy nhiên, đội khách đã mất 5.000 điểm khi đặt cược vào ca sĩ bí ẩn số 3 ở đầu chương trình và mất trắng một nửa số điểm. Thế trận vẫn sẽ có cơ hội thay đổi với sự xuất hiện của ca sĩ bí ẩn số 7. Và để giành quyền ưu tiên chọn hay không chọn ca sĩ bí ẩn số 7, cả hai đội phải tham gia vào một mini game vô cùng thú vị diễn ra ngay sau đây. Và mini game mang tên là Bể Bóng bắt đầu. Bể Bóng. Thể lệ của mini game Bể Bóng, mỗi một đội sẽ cử đại diện và các bạn sẽ tự cột bóng vô chân của mình. Và hai đội sẽ tìm mọi cách để làm bể bóng của đối phương. Đội nào bị bể hai quả bóng trước thì đội đó thua. Dạ. Và bây giờ xin mời đại diện đầu tiên của đội chủ nhà. Chắc đến đi Thiện. Ủa? Trời, cởi áo luôn. Ủa, nói về da dẻ thì và bây giờ mini game bể bóng bắt đầu. Trời ơi, vô. Bây giờ anh em nhịn nhau luôn đi. Tôi sáng mai luôn á, bạn cháu muốn bay lên. Ê, sao giơ chân lên hoài vậy? Anh không giơ chân mà. Bắn cả. Không được giơ chân nha, không được giơ chân nha. Đó. Yeah. Thiệt đó, tôi là thánh ăn gian rồi. Mà gặp ông này còn ăn gian hơn tôi nữa. Yeah. Bây giờ xin mời đổi cặp ạ. Rồi giơ chân luôn hả? Ừ, ba lần rồi. Trời ơi. Đỡ ghê. Trời ơi, chị đừng lo, em đã có cách rồi. Như ơi. Ồ, Đăng Quang hả? Cầm tấm vé trên tay. Như có phải là một người thanh lịch không? Như là người thanh lịch, cả cuộc đời chẳng biết làm gì nặng nề hết. Đúng không? Đúng rồi. Mình có nên đổ mồ hôi, chảy hết kem nền, hết mascara mi đó không? Như sợ ảnh hưởng về nhan sắc lắm. Đúng không? Vậy thì bây giờ mình phải làm sao hả Tuyền? Mình quánh tù xì, ai thắng được đạp bóng người thua. Okay. Cho xin một nét hey, hey, nha. Hey. Hey. Ok, mời. 1, 2, 3. Rồi, đạp một cái. Rồi, 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 đạp không được luôn. Rồi, rồi, rồi. Gục ngã luôn, đạp không được luôn. Rồi, đạp rồi. Tại sao vậy? Sao em có thể thua vậy? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tới lúc này mình mới thua. Đau lòng quá. Rồi 1, 2, 3. Thấy được cái bao nữa. Hai. Ô, cuối cùng thì cô ấy đã đạp được bóng rồi. Yeah. Hay quá. Quyết định, quyết định. Okay. Cái cuối cùng quyết định. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vô. Yeah. Khoan, khoan, khoan. Dịnh lại, dịnh lại, dịnh lại. Từ từ nha, từ từ lại nha. Dịnh lại nha, bình tĩnh nha. Nha. Ôi. Tại sao vậy? Chị Dương ơi, em ơi. Sao vậy em? Rồi. 1, 2, 3. Nữa. À! À!
1, 2, 3 Rồi à! Rồi Tiền ơi, chạy là giữ hình ảnh chưa? Nhờ cố gắng hỗ trợ đạp bể bóng luôn. Mèo điên nè. Rồi, thôi chúng ta bà đó. Trời ơi, xin lỗi. Được rồi mọi người. Em muốn giữ im lặng. Còn xin mời ba nữa. Thôi giờ hai em đại diện đi, người khác thì thua đi. Ừ. Xin nè. Anh phải trả thù chứ. Thật sự, đó. Kiểu vậy. Rồi, giờ anh với em dịnh nha. Bây giờ thôi đừng chơi vậy, thôi thôi anh xì đi. Kìa đó, người ta tăng cường. Ơi ơi, cái gì vậy? Ủa chưa kịp nói bắt đầu luôn. Thì chưa kịp nói bắt đầu luôn á, lên là bắt đầu rồi đó. Ủa rồi nó tự quyết định luôn luôn mà. Khoan, từ từ, khoan, phải sao? Cái dòng mà thánh ăn gian gặp đứa ăn gian hơn mình lắm, hiểu không? Ủa mọi người ơi, ủa từ đầu bây giờ chương trình có nói là nói bắt đầu mới được chơi đâu. Dạ về em ơi. Chấp nhận. Vâng ạ, như vậy là chúng ta đã thua tâm phục khẩu phục chưa ạ? Đội chủ nhà. Dạ không phải, là tại vì cái này là thua cho xong ạ. Dạ. Thua đại rồi. Em nghĩ là anh đừng có dùng cái từ phục hay từ nể gì trong chương trình này với em. Tại vì bây giờ nhìn đội bên kia em nhìn vậy không ạ? Dạ, mời ạ. Như vậy là đội khách mời có quyền chọn hay không chọn ca sĩ bí ẩn số 7. Thì trong trường hợp này chắc chắn mình phải chọn chứ. Chắc chắn là chọn rồi đó. Chắc chắn là chọn đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng chào đón ca sĩ bí ẩn xuất hiện ra ngoài sân khấu và hát bằng giọng thật của mình. Wow. Xin mời ca sĩ bí ẩn số 7. Dịu dàng ghê chưa, đẹp nha. Chào. À đi. Lướt. Đung đưa. Là giọng hát thật của ca sĩ bí ẩn số 7. Đâu phải em muốn quên, là sẽ quên. Đâu phải mong hết đau, là bớt đau. Trời ơi. Nè, Khánh à, mời em chọn. Ca sĩ hát bài hit mà nhạc sĩ ngỡ ngàng luôn mà. Đội khách mời là đội chiến thắng. Và đội khách mời sẽ có quyết định là có chọn ca sĩ bí ẩn số 7 không? 1, 2, 3 cùng đồng thanh nha. 1, 2, 3, chọn. Như vậy là đội khách mời đã chọn ca sĩ bí ẩn số 7. Và bây giờ hai đội sẽ cùng đến với phần cược ngược dòng. Anh xin mời đội khách mời trước đi ạ. Thật ra tới vì thời điểm này em không còn có quá nhiều cái để mất á, cho nên em nghĩ là vốn dĩ là cũng không có gì để mất luôn. Chắc là mình phải cược hết thôi Tuyền à. Nhanh, đội tụi em quyết định là cược hết 5.000 điểm còn lại. 5.000 điểm vào ca sĩ bí ẩn số 7 đúng dạ không? Vâng. Còn dạ, đội bên đã chơi như vậy thôi mà đội em nó giữ nguyên số điểm thì em thấy nó tầm thường lắm. Tại vì khi mà bên đó 5.000 điểm hả? Mình có 10.000 thì mình cược 6.000 nha. Ủa sao lẻ anh? Thôi vậy 5.000 ha. Không, mình cược hết đi chứ hả? Trời, anh thiện tin em đó, không? Đó, khúc này nè, đó. Tại khúc này là em mất lý trí nè. Đó rồi, dựa chi vậy? Em hãy để cho Thiện nó có ý chí đi. Dạ. Thiện ơi, thôi. Em, quyết định của em đó là hết. Hết. On in. Thôi còn nói gì nữa. Thấy chưa, thấy đội tụi em chưa? Anh có cảm giác hai người như một người vậy đó. Thì đó. Vậy mới người ta mới sợ tụi em đó. Không biết gì mà liều mạng á, sợ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần lật mặt của ca sĩ bí ẩn số 7. Đóa hồng chỉ có anh và em nhìn thấy hương sắc hoa nơi ven đường. Ngày ấy ta đùa vui tình thơ dại, ngày
thấy ta mặc bao lời chê cười. Ngày ấy em chỉ yêu mình anh, chỉ có anh thôi. Đến một ngày vội vàng nhận thấy tình yêu xưa xa khuất chân mây, nụ hoa héo trên cây, để em cô đơn ngồi đây đợi chờ bóng ai. Nụ hoa ấy Trương Quỳnh Anh. Chào. Yeah. Quá xinh đẹp. Lâu quá không gặp, xinh quá. Yeah, nhưng mà không biết là Trương Quỳnh Anh đến đây với chương trình Ca sĩ Bí ẩn là với vai trò gì? Tại vì Trương Quỳnh Anh cũng là diễn viên nữa, cũng là ca sĩ nữa. Thật ra là nãy giờ suy nghĩ rất là nhiều luôn. Tại vì... Sao vậy? Tức là thì tới đây cũng chưa có câu trả lời. Đúng, thật là tới đây vẫn chưa có câu trả lời. Bởi vì là mình biết được là câu trả lời của mình sẽ quyết định chuyện thắng thua của hai đội. Chị ơi. Đúng rồi. Bây giờ thì em thân với đội nào hơn? Quỳnh Anh ơi, em thân với đội nào? Cứu em. Đội nào em cũng thân hết trơn. Chị ơi, tôi... Cứu em. Chị nhớ ngày xưa chị Trương Quỳnh Anh với ca bài gì không Tuyền? Nhớ một người trên cao ngắm sao đêm nay đó, sẽ thấy tôi. Đó, chưa? Tuyền cũng nhớ bài của mình. Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá. Ê, 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 khoan nha, hồi nãy em mới ăn cắp bài của anh, em hỏi. Khoan nè, hỏi có biết thiệt hay không á. Em hát đúng melody câu đó đi. Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá. Chỉ cần mưa ấy khiến cho lòng buồn. Vì ngày hôm nay anh rời xa tôi, để lại trong tôi nhiều đớn đau. Yeah! Hay quá! Chị là ca sĩ! Hay, hay. Trời ơi, rất chị là nhiệt tình. Rồi là hát chính rồi có bè luôn. Xúc động rất quá! Là nhiệt tình. Nhưng mà quá. Trương Quỳnh Anh, chị nói cho em nghe. Dạ. Không phải là họ đoán em là ca sĩ, mà vì họ không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ cần mưa ấy khiến cho lòng buồn. Vì ngày hôm nay giờ thích cục nha. Thắng thôi, em đợi tới cái đoạn mà chị nói xong đó rồi em hát được không? Ý là em thể hiện cái niềm okay. đam mê bạn. Yêu thích. Ý vậy là với cái vai trò gì thì em vẫn hát như vậy đúng không? Dạ vâng ạ. Thật ra thì mọi người cũng biết Quỳnh Anh với vai trò là vừa là diễn viên, vừa là ca sĩ. Thì ngày hôm nay Quỳnh Anh đến với chương trình này với vai trò là... Rồi dùng cận vô mấy cái này. Dùng cận là dùng cái bộ vậy không? Rồi biết luôn. Biết chưa. Đừng bắt hình tôi. Với vai trò là diễn viên.
Tôi đâu muốn trái tim tôi bằng giá. Sao vậy chị? Khánh hát tiếp đi Khánh. Chị có bài hit mà. Tôi đâu muốn trái tim tôi bằng giá. Em luôn yêu thương chị. Em hát thử coi ra tiếng không? Tôi đâu muốn bằng giá quá rồi. Vâng. Dạ. Sau ngày hôm nay về thì đúng em rồi. Sẽ coi lại cái mối quan hệ này, với lại là em phải chữa lành vết thương nữa, tại vì bị tổn thương quá nhiều. Dạ. Em giống như cái hình ảnh của Hoa Dại nãy luôn. Dạ, buồn. Lòng em đau như cánh hoa ven đường á. Rồi Khánh, đừng nói gì nữa trơn á. Chị Khải Như em yêu chị. Đó, chị không, chị đi chơi với chị em. Chị thiện em thương anh, ok. Đúng rồi. Dù là diễn viên hay ca sĩ thì quý vị khán giả cũng rất yêu thương Trương Quỳnh Anh. Bởi vì ở vai trò nào thì Trương Quỳnh Anh cũng đã gặt hái cho mình những thành công nhất định. Tôi đồng ý. Tôi cũng vậy. Dạ vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn Trương Quỳnh Anh. Dạ xin cảm ơn ạ. Bye bye. Cảm ơn em, cảm ơn em. Bye bye chị. Đào như rồi. Vậy sau phần lật mặt của ca sĩ bí ẩn số 7 thì chúng ta cũng biết được đội khách mời còn lại số điểm 0 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần lật mặt của ca sĩ bí ẩn số 5. Trời ơi, bi kịch. Bao nhiêu năm rồi còn mãi xa đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vân nhật nguyệt. Rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Mây che trên đầu và nắng trên vai. Đôi chân ta đi sống còn ở lại. Con tim nhân gian vô tình chợt gọi. Lại thấy trong ta hiền bóng con người. Lời nào của cây, lời nào cỏ là một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua. Vừa tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ. Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Trong khi ta về lại nhớ ta đi. Đi lên non cao, đi về biển rộng. Trăm năm vô biên chưa từng hồi ngộ. Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiểu tùy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị ngày xưa. Vừa tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ. Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Trong khi ta về lại nhớ ta đi. Đi lên non cao, đi về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng đổ lường.
ngọn gió hoan vu thổi suốt xuân thì hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì. Đó là ca sĩ bí ẩn số 5. Dạ, em tên thiệt là Tạ Quang Thịnh, còn nghệ danh của em là Năm Trà. Em... Dạ. Đúng rồi, tới đó thôi. Tại tụi chị muốn chia sẻ lắm. Dạ, anh Cường ơi, bạn Năm Trà này là một nhân vật mà ngay từ đầu tụi em đã nhận ra rồi. Nhưng tụi em... Kệ. Năm Trà. Có lẽ em đang say trong ngào da, từng hờn ghen như bừng cháy lên. Trời ơi. Dạ. Để đó. Để đó coi làm gì, vui quá. Tại bạn vui quá. Và thật sự là em rất là muốn nhân một cái dịp nào đó để mà gửi lời chúc mừng Năm Trà. Tại vì như là một cái người cũng may mắn nhìn được cái hành trình đi qua của bạn. Và chúc mừng em đã đạt được vị trí cao nhất ở một cuộc thi tài năng. Chào mừng em đến với thế giới mà người ta dõng dạc gọi em là diễn viên Năm Trà. Cảm ơn chị Như. Còn bây giờ thì em sẽ bộc bạch xem là mình đến với ca sĩ bí ẩn với vai trò là gì. Dạ, em cũng muốn gửi gắm một điều là có lẽ mọi người rất là quen thuộc với hình ảnh em là một nghệ sĩ lô tô, hát lô tô, giả gái. Thì bây giờ từ tượng nữ đó em muốn quay lại với chính con người thật của em, là một người diễn viên nam. Và em là một... diễn viên. Đó là phần nghị lực mặt của ca sĩ bí ẩn số 5. Cảm ơn Năm Trà đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và mong rằng là chặng đường sắp tới của em sẽ còn thành công hơn nữa như những gì em mong ước nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Em cảm ơn chương trình nè. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần lực mặt của ca sĩ bí ẩn số 2. Ủa? Chàng trai xinh đẹp không? Trời nhẹ bay bay, ô anh này nhìn bay bay, sơ mi hồng người cao cao, tim em chợt đập xôn xao. Tương tự anh này, người yêu
Đây là ca sĩ bí ẩn số 2, là ca sĩ bí ẩn mà đội chủ nhà đã lựa chọn. Và bây giờ thì em hãy chia sẻ là mình đến với ca sĩ bí ẩn với vai trò là gì ạ? Dạ, em tên là Bùi Huyền Thảo My. Em hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là diễn viên rồi. Dạ, cao là cũng diễn chưa viên chắc rồi. Đâu ạ. Là diễn viên. Tại vì có thể là họ học trường sân khấu điện ảnh nhưng mà sau đó bây giờ người ta đang là ca sĩ thì sao? Đúng không? Bây giờ em đến đây với thân phận như thế nào? Dạ, em là ai? Thở cắt tóc chắc tôi chết. Dạ, em tên là Bùi Huyền Thảo My. Ngày hôm nay em đến với chương trình ca sĩ bí ẩn với vai trò là một... ca sĩ. Wow! Em ơi, em làm cái gì là chết rồi! Yeah. Chúc mừng đội chủ nhà, nhưng mà là chúng ta hoàn toàn chính xác đúng không ạ? Chọn niềm tin đúng người luôn. Ngay từ đầu anh. Ngay từ đầu anh. Và như vậy là đội chủ nhà của chúng ta chẳng những là bảo toàn số điểm mà còn gấp đôi số điểm nữa. Wow. 20.000 điểm. Chúc mừng. Yeah. Xin được cảm ơn em. Em cảm ơn mọi người, em chào anh chị. Chào em. Cảm ơn em. Và chiếc cúp này sẽ được trao cho đội chiến thắng của chương trình ngày hôm nay, đó là đội chủ nhà Chí Thiện và Khải Như. Yeah. Và xin được mời đội khách mời chúng ta cùng lên chia sẻ niềm vui với đội chủ nhà. Vui yeah. Như ơi, Thiện ơi, lâu lâu thắng cái vui lắm hả em? Ủa? Hả? Anh, tài năng anh. Trời, ngay cả đoạn đầu em cũng thắng, đoạn sau em cũng thắng, cược em thắng luôn. Em yeah. nói cho anh nghe nè, tụi em thua là tụi em vờ thôi. Vờ thôi. Tụi em thắng là bằng tài năng. Còn đội khách mời ngày hôm nay cảm nhận như thế nào ạ? Không biết thắng người không điểm có gì để hãnh diện. Khánh ơi, em có nghĩ là do đăng gian không? Không, em nghĩ là sau chương trình này em muốn thật sự muốn góp ý với hai bạn này luôn. Ủa? Nhạc sĩ ơi, thấy chưa? Không. Niềm hy vọng còn lại cuối cùng của em, ít ra em còn thắng được cái trò game đó. Trời ơi. Em góp ý với hai bạn này luôn là mai mốt mình tham gia chương trình ca sĩ bí ẩn, mình quan tâm đến cái người thể hiện, đúng, đừng rồi quan tâm đến cảnh trí của mẹ MC. MC cái gương rồi. Cái gương luôn này nọ, thật sự luôn, nó làm mình phân tâm đi, hai đứa hiểu không? Không, thật ra thì hai người bạn đồng niên với nhau, tham gia với nhau, gặp nhau nhiều chương trình, thì cái sở thích của tụi em là mỗi lần gặp nhau là phải nói chuyện phím với nhau. Nói chuyện phím với nhau, và trong quá trình nói chuyện phím thì đâu đó có cái sự hơi thiếu tập trung làm cho cái lựa chọn của mình nó không đúng đắn. Không phải, sự lựa chọn mình không đúng đắn là do bạn. Do tại sao chị Trương Quỳnh Anh làm gì? Thôi được nhưng, rồi. Nhưng mà hôm nay là chương trình cho một bài khó quá. Ở đâu mà 7 người chỉ có một người là ca sĩ thôi thì làm thật sao mà nhưng mà nói đi cũng phải nói lại là ngày hôm nay tất cả 7 người ai hát cũng hay hết. Mình nhìn với mình nghe mình đoán được. Đúng nói rồi. Chung là ngày hôm nay là gọi là thua tâm phục khẩu phục. Và phong cách biểu diễn của các bạn cũng rất là chuyên nghiệp. Đó là một trong những đặc sản của chương trình ca sĩ bí ẩn, là ai cũng có thể trở thành ca sĩ được hết. Tuy nhiên là họ đến với vai trò gì, điều đó mới là quan trọng. Tức ghê á. Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình ca sĩ bí ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 20:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.